Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, khu vực miền Trung đối diện với nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Tình trạng khô hạn khiến mực nước ở các hồ chứa thủy điện lớn trên khu vực thượng lưu của hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn đang ở mức rất thấp. Vận hành hồ chứa hiệu quả và đảm bảo đa mục tiêu theo quy trình vận hành liên hồ chứa là nhiệm vụ đang được các thủy điện phối hợp chặt chẽ với địa phương, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Với dung tích thiết kế hơn 343 triệu mét khối nước, hồ chứa thủy điện A Vương là một trong ba hồ chứa lớn trên thượng nguồn hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn. Từ đầu năm đến nay, thủy điện này vận hành và phát điện theo sự huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, khiến mực nước trong hồ chỉ còn 127 triệu mét khối. Do mức nước trong hồ đã giảm xuống dưới mức quy định tối thiểu là 1,45 mét, hiện nhà máy chỉ có thể vận hành câm chân để tích nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Vận hành bình quân ngày khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Đang tích nước dàn lẻ để đưa cái mực nước hồ về mực nước theo quy định trong quy trình liên hồ phụ lục 3 của quy trình vận hành liên hồ sông Vu Gia Thu Bồn. Trong khi đó, tại hồ chứa thủy điện sông Bung 4, hiện lượng nước cũng chỉ đạt 60% dung tích thiết kế trên mực nước chết 11 mét. Do lưu lượng nước về hồ thấp hơn mọi năm, khiến việc vận hành hồ chứa đảm bảo đa mục tiêu gặp không ít khó khăn. Đảm bảo an ninh năng lượng điện quốc gia nên điều độ hệ thống điện đã phải huy động nhà máy thủy điện sông 4 hết công suất 178 MW, nên do đó mà việc huy động nhiều như vậy đã làm cho mực nước hồ giảm rất là thấp, rất là nhanh. Do phải đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng và một số thời điểm những thủy điện này phải vận hành hết công suất khiến mực nước trong hồ xuống thấp hơn quy định tối thiểu, vi phạm quy trình vận hành liên hồ chứa. Trên cơ sở tính toán lượng nước về hồ, các chủ đầu tư đã đề nghị địa phương quyết định điều chỉnh lưu lượng xả nhằm đưa mực nước hồ lên mức quy định. Với những cái tình huống như thế thì chúng tôi đều có cái báo cáo đối với các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng cũng như là Cục Quản lý Tài nguyên nước để cũng như là báo cáo với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để mà điều chỉnh cái việc vận hành để đảm bảo đưa cái mực nước hồ nó đạt được cái mực nước quy định trong cái quy trình vận hành liên hồ. Thời tiết thì càng ngày càng khắc nghiệt, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để mà sử dụng hiệu quả, hài hòa cái nguồn nước đấy, kể cả cho phát điện lẫn cho điều hòa cái dòng nước cho hạ du cả một cái mùa khô. Với giải pháp linh hoạt, không vận hành cứng theo quy định 3 tháng vào mùa khô như trước đây, mà thay đổi theo thời gian ngắn từ 10 đến 15 ngày để kịp thời điều tiết nguồn nước, các thủy điện tại đây đang nỗ lực vận hành hồ chứa, vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa đảm bảo cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất.